Sự thương khó Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu cùng các môn đệ sang bên kia suối Cê-rông. Ở đây có một khu vườn, người vào đó với các môn đệ. Giu-đa tên phản bội đã biết rõ nơi ấy, vì Chúa Giêsu thường đưa các môn đệ tới đó hội họp. Vậy Giu-đa dần tới đội binh và lính gác do các thường tế và biệt phái cấm cho. Chúng đến đây mang theo đèn đuông và vỏ khí. Chúa Giêsu đã biết trước mọi việc sẽ xảy đến. Người tiến ra và hỏi chúng rằng: các người tìm ai? Chúng thưa rằng: tìm Giêsu Nazareth. Người bảo chúng rằng: chính là ta đây. Giu-đa tên phản bội cùng đứng đây với chúng. Người vừa nói chính là ta đây, thì chúng lùi lại và ngã xuống đất. Người lại hỏi chúng một lần nữa rằng: các người tìm ai? Chúng thưa rằng: tìm Giêsu Nazareth. Người liền đáp lại rằng: ta đã bảo các người rằng chính là ta đây. Vậy nếu các ngươi tìm ta, thì hãy để cho những người này đi. Như thế là trọn lời đã nói, trong những kẻ cha đã ủy cho con không làm mất người nào. Bây giờ Simon Pê-rô sẵn thanh gươm liền rút ra đánh tên đầy tớ bị thương tế và chém đứt một bên tai phải. Đầy tớ ấy tên là Man-cô, nhưng Chúa Giê-xu bảo Pê-rô rằng: hãy xỏ gươm vào vỏ, ta không uống chén cha ta đã ban cho ta sao? Bây giờ đội binh viên quan chức và lính gác của người Do Thái băng trói người, và trước hết điều người đến nhà Anna, vì ông này là nhạc phụ ông Cai-pha làm thượng tế năm ấy. Chính Cai-pha đã giúp ý kia hơn này cho người Do Thái, một người trên cho cả dân được nhờ. Nhưng Simon Pê-rô và môn đệ khác vẫn theo Chúa Giê-xu. Môn đệ này quen biết vị thượng tế nên cùng với Chúa Giê-xu vào trong sân vị thượng tế, còn Pê-rô thì ở gần. Môn đệ khác vì quen biết vị thượng tế nên ra nói với người giữ cửa và dẫn Phê-rô vào. Đứa tớ gái giữ cửa liền bảo Phê-rô rằng: chính ông có phải là môn đệ người này không? Phê-rô đáp rằng: không phải đâu. Bọn đầy tớ và lính gác đã nhóm một đống lửa, họ đứng dưới sưởi và trời lạnh. Phê-rô cùng ở đây sưởi với họ, vì thượng tế hỏi Chúa Giê-xu về các môn đệ và giáo lý của người. Người đáp lại rằng: tôi đã giảng công khai cho mọi người, tôi đã luôn luôn giảng trong các hội quan và đền thờ, nơi mọi người Do Thái họp nhau. Tôi không nói gì bí mật cả, sao lại hỏi tôi? Hãy hỏi những kẻ nghe tôi nói, họ biết tôi nói những gì. Nghe nói thế, một tên lính gác đứng gần ở đó và người một cái nói rằng: ngươi dám trả lời vì thượng tế như vậy sao? Người liền đáp lại rằng: nếu tôi nói sai thì hãy tỏ ra sai ở chỗ nào, nếu tôi nói phải thì sao lại đến tôi? Bây giờ Anna để người bị trói mà dần tới thượng tế Cai-pha. Phê-rô vẫn ở đây sưởi, có người hỏi Phê-rô rằng: cả ông nữa, ông có phải ông cũng là môn đệ Giê-xu? Phê-rô nói rằng: không phải đâu. Một
bốn tên đầy tớ bị thượng tế có họ với người đầy tớ bị Phêrô chém đứt tay bảo Phêrô rằng: Tôi đã chẳng thấy ông ở trong vườn với ông ấy sao? Một lần nữa Phêrô lại trôi và từng thì gà liền gáy. Bây giờ họ điều người từ nhà cai pha đến cổng đường. Trời đã sáng, người Do Thái không vào công đường vì sợ nhớ bẩn và không thể ăn mừng lễ vườn qua đường. Vậy Phi-la-tô phải ra ngoài đón họ và hỏi rằng: Các ngươi tố cáo người này về tội chi? Chúng đáp rằng: Nếu nó không làm gì gian ác thì chúng tôi đã không nên lập cho qua. Phi-la-tô bảo chúng rằng: Các ngươi hãy đem đi mà xử theo hiến pháp của cả ngươi. Dân Do Thái đáp lại rằng: Chúng tôi không có quyền xử tử ai. Như thế là ứng nghiệm lời Chúa Giêsu đã nói: Người sẽ phải trên cành nào? Phi-la-tô liền vào trong công đường gọi Chúa Giêsu và hỏi người rằng: Ông có phải là vua dân Do Thái không? Chúa Giêsu đáp rằng: Từ y quan nói điều ấy hay là quan đã nghe ai nói về tôi? Phi-la-tô trả lời rằng: Tôi có phải là người dân Do Thái đâu, nhưng người trong nước ông và các vị thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm chi? Chúa Giêsu đáp rằng: Nương tôi không thuộc về thế gian này, và như nương tôi thuộc về thế gian này thì quân đội của tôi đã chiến đấu để tôi thoát khỏi tay người Do Thái. Nhưng không, nương tôi không thuộc về thế gian này. Bây giờ Phi-la-tô hỏi người rằng: Ông là vua sao? Chúa Giêsu đáp lại rằng: Phải, tôi là vua. Vì thế tôi đã sinh ra và đã xuống thế gian là để làm chứng cho sự thật. Ai hâm mộ sự thật thì nghe tôi. Phi-la-tô lại hỏi rằng: Sự thật là chi? Nói thế rồi Phi-la-tô là ra bảo dân Do Thái rằng: Ta không thấy người này có lý do gì để làm lên án, nhưng trong dịp lễ vừa qua vẫn có lệ tha một người. Vậy các ngươi có muốn ta tha vua dân Do Thái cho các người không? Bây giờ chúng kêu lên rằng: Không phải tên đó, nhưng là Ba-ra-ba. Ba-ra-ba là một tên cướp. Phi-la-tô lại truyền điều Chúa Giêsu đến và cho hành hạ người. Bọn lính bên một vòng gai đàn trên đầu người và khoáng cho người một áo đỏ. Chúng đến gần người mà nói rằng: Tâu vua Do Thái! Rồi chúng và mặt người. Phi-la-tô trở lại và bảo dân rằng: Các ngươi hãy coi, ta dẫn người này ra ngoài để các ngươi biết ta không thấy nơi người này một lý do nào để lên án. Vậy Chúa Giêsu đi ra, đầu còn đội vòng gai và mình còn khoác áo đỏ. Phi-la-tô bảo rằng: Này là người! Các thượng tế và lính gác thấy người liền kêu lên rằng: Đóng đinh nó vào thân xa! Đóng đinh nó vào thân xa! Phi-la-tô bảo chúng rằng: Các ngươi đem đi mà đóng đinh, còn ta
ta không thấy người này có tội gì mà lên án. Dân Do Thái trả lời rằng: chúng tôi có luật và theo luật đã phải chết vì đã tự xưng là con Thiên Chúa. Nghe vậy Pilato càng thêm sợ hãi, ông lại vào công đường hỏi Chúa Giêsu rằng: quê ông ở đâu? Nhưng Chúa Giêsu không đáp lại lời nào. Bây giờ Phi-la-tô bảo người rằng: ông không trả lời tôi hay sao? Ông không biết tôi có quyền tha và cũng có quyền đóng đinh ông trên thập giá. Chúa Giêsu đáp rằng: nếu từ trên chẳng ban cho ông thì ông chẳng có quyền gì đối với tôi. Vì thế kẻ nợm tôi cho ông thì năng tội hơn ông. Từ đó Phi-la-tô tìm cách để tha Chúa Giêsu, nhưng dân Do Thái lại kêu lên rằng: nghe lời ấy, Pilato truyền đưa Chúa Giêsu ra ngoài, rồi ông lên ngồi tòa cao gọi là Lithodoton, tiếng Do Thái gọi là Gabbatha. Hôm đó là ngày âm lễ vườn qua, vào khoảng 12 giờ trưa, Pilato bảo dân Do Thái rằng: đây là vua cả người. Chúng đáp lại rằng: Pilato trả lời rằng: giết vua các người sao? Các thượng tế đáp lại rằng: chúng tôi không có vua nào khác ngoài ông. Rồi Pilato trao người cho chúng đem đi đóng đinh. Chúng điều người đi, người phải vắng lấy thầm ra, tiến về một nơi gọi là núi Sọ, tiếng Do Thái gọi là Gôn-gô-tha. Ở đó chúng đóng đinh người trên thầm giá cùng với hai người khác nữa, mỗi người một bên. Chúa Giêsu thì ở giữa. Pilato thảo một bản án và truyền đóng trên thầm giá. Bản án ấy ghi rằng: Giêsu Nazareth, vua dân Do Thái. Có nhiều người Do Thái đồng bản án ấy, vì nơi Chúa Giêsu bị đóng đinh thì ở gần thành. Bản án ấy lại được viết bằng tiếng Hy Ba, tiếng Latin và tiếng Hy Lạp. Vậy các thượng tế Do Thái đến thưa Pilato rằng: xin đừng viết vua dân Do Thái, nhưng nên viết người này đã xưng mình là vua Do Thái. Pilato đáp lại rằng: điều ta đã biết là đã biết. Đóng đinh Chúa Giêsu rồi, chúng lấy áo người chia làm bốn phần, mỗi người một phần. Chúng lấy cả áo lót, những áo lót không có đường may và là tấm nguyên từ trên xuống dưới. Chúng liền bảo nhau rằng: đừng xé ra, nhưng đem rút thăm ai được lấy. Như thế là tròn lời kinh thánh rằng: chúng đã chia nhau áo và rụt thân áo lon, và quân linh đã làm như vậy. Đứng gần thập giá Chúa Giêsu thì có mẹ người, bà Maria Cleopa và chị em với mẹ người, và Maria Magdalena. Thấy mẹ người và bên cạnh có môn đệ người yêu, Chúa Giêsu thưa mẹ rằng: thưa bà, này là con bà. Rồi người bảo môn đệ rằng: đây là mẹ con. Và từ lúc đó môn đệ đưa mẹ về nhà mình. Chúa Giêsu biết từ nay mọi sự đã hoàn tất, và để tròn lời sanh thánh người nói rằng: ta khan.
Ở đó có một bình đầy dâm, người ta liền lấy miếng bọt bể thâm dâm chua, rồi buộc vào mũi đồng mà đưa lên cho người. Nếm một chút dâm, đoàn Chúa Giêsu nói rằng: mọi sự đã hòa hân tân. Rồi người gục đầu xuống tận thờ. Xin mời cộng đoàn quỳ. Xin mời cộng đoàn đứng. Là ngày am lễ và không muốn để sang trên thẩm giá trong ngày Sa-ban, vì là ngày đại lễ, người Do Thái xin Pilato cho đánh đập ống chân những người bị tử hình và tháo sang xuống. Bọn lính liền đến đánh đập ống chân người thứ nhân rồi người thứ hai. Cả hai bị đóng đinh với người. Đến gần Chúa Giêsu, thấy người đã chết, chúng không đánh dập ống chân người nữa, nhưng có một tên linh lấy ngọn mang mà đâm cạnh sườn. Từng thì mau và nương chạy ra, kẻ đã xem thấy việc này đã làm chứng, và chứng của người thì thần. Và người ấy biết rằng mình đã nói thật để anh em cùng tin. Mọi việc đó xảy ra để trọn lời kinh thánh rằng: người ta chẳng đánh dập cái xương nào của người. Và lời này rằng: chúng nhìn xem người chúng đã đâm. Kế đó Giuse Arimathea, một môn đệ của Giêsu nhưng là môn đệ trong bóng tối vì sợ người Do Thái, đến xin Pilato cho tháo sang Chúa Giêsu xuống. Pilato cho phép, ông liền đến và cân xác người. Nicodemo cùng đến, ông này trương kia đã đến gặp Chúa Giêsu ban đêm. Ông mang một bình trộn dầu và thuốc thơm đổ trăm cân. Họ hạ sang Chúa Giêsu xuống, sức thuốc thơm và liềm trong khăn theo canh thương người Do Thái thường làm. Ở chỗ Chúa Giêsu bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn ấy có một ngôi mộ còn mới chôn chôn cất người nào. Vì là ngày giòn lễ của người Do Thái, và vì ngôi mộ ấy dân gần, nên họ an táng người ơi.